con. Hai con đây, hai con đây. Hai lưỡi hai con. Hai con gì? Hai con gì? Hai con cá đù. Năm ngoái năm nay thấy dính được hai con. Dính dính một hai lưỡi đó, mít một lưỡi thì nhiều. Mà dính hai lưỡi thì mới dính được đây. Đã chưa? Con này bự ha. Vàng này tí thôi. Nó vàng luôn á. Vàng luôn không? Vàng ươm luôn. Ừ. Chiên lên là thôi khỏi nói luôn. Rồi nó nuốt lưỡi câu ở trong rồi. Chiên xả ớt. Bắt con cá rửa ba lần. Chiên cá này chiên khỏi cần bỏ dầu nhiều mỡ lắm ạ. Nó nuốt lưỡi câu trong luôn. Come on. Nè nè, nuốt ở trong luôn nè. Nó nuốt ở trong luôn rồi, phải gịch ra mới được. Nuốt trong luôn. Rồi móc cái ruột ở ra luôn rồi. Móc cái miệng đó mới lấy lưỡi câu được. Lưỡi câu nằm nè. Con này đủ size nè. Đứt luôn, nó không dính chá, đứt chì luôn, tôi sợ luôn đó. Trời ơi. Nuốt gì mà quá trời trống luôn. Con cá mà con nó ăn cục chì với nó. Ăn... Ồ, cái trứng đó nè, trứng nè thấy không? Ồ, trứng nó lòi ra. Trứng là trứng lòi ra nè. Con cá này có trứng mà. Cá có trứng. Cá xí. Nó lòi trứng. Con có trứng nè con. Eggs. Tôi với cá rồi. Mời cả nhà ăn cá nha, cá nướng nha cả nhà. Câu ăn tại chỗ luôn. Mỡ? Chấm hả? Quay đi con. Mắm chấm hả? Nướng ăn tại chỗ lên tàu luôn. Cảm ơn. Đổi vô gì cái này. So good. Ngon quá. Con hả? Nó béo. Nó đúng rồi, gọi cái đồ béo ha. Ngon không? Ngon dữ sợ luôn. Tiên phải ăn được cá nướng vậy phải không? Ông em đi câu sinh CD powder mới mời anh em cũng đốt tại bà. Rồi, cảm ơn. Ăn đi con. Mày gửi cái cho con nè. Cũng chị ăn cũng con. Cho tôi cái chén với chị cho gì kỳ ai đây. Cũng có chén kỳ thị gì á. Kỳ á. Khi nào hỏi mới đưa chứ. Đưa sớm bị gầy sao? Muốn chén hay gì ở đây? Ủa, ngồi trên thùng cu lờ luôn đi, cho dễ. Cái gì? Ngồi trên thùng đó. Đứng ăn miếng ngon. Trời ở giữa biển mà ăn ăn cá nướng, cua nướng thôi. Còn gì nữa mà bằng. Ông thấy ông được ăn phải nhờ thợ nấu với bà mẹ giới thiệu nhờ thợ nấu đi chứ. Mày tỷ phú chưa bằng nữa không? Nè con, nè. Hủ tiêu chanh nha em. Ăn cái này phải có miếng tiêu chanh. Ngon không? Cái gì cậu mà út vô trong đó ăn gì ngon mà vô trong đó tối thui vậy cậu? Ông bà trời đi. Chắc đồ ngon lắm á, ăn trong đó là đồ ngon đó. Cái gì ông bà tâm sự. Còn thằng cục vàng sao? How to open it again? Mở này ra nè con, này nè. Like this? Ừ, cầm này. Cầm okay, này, rồi like con mở đi. Open. Open the top, open the top. Okay. No, a different way. Another way. Yes. Trời ơi, cứng quá, để chút bà mở cho. Chút bà mở cho. Đúng quá. Ừ. No, nó lại ra. Bà hô cho nè, bà hô rồi. Open, open. Open. No, it's too heavy. Ok, con chúc bà mở cho, chúc bà mở cho. Trời ơi, cá béo, cá đù béo à, béo quá trời luôn. Này ở trên tàu. Đây nè, cái lò này, lò nướng đây. Ông quay không, ông quay thợ nướng kia đang hội dặn. Đây, thợ nướng đây, thợ nướng đây. Thợ nướng nhìn lên. Được không Phước? Ăn được không? Này con. Phước xong vô đây là ăn cứ ngồi ngoài mắc cỡ vậy. Được không em? Được. Ở đây tao không có chạy trốn đâu được, không quay đâu quay. Mấy con. Đây cậu mua út đây. Cái này cậu mua út lãng mạn lắm, ăn chung với nhau đây. Chặt lòng quá. Nó trâu quá. Nước lớn mà cậu, nước nó nổi bọt mà. Nó bọt mà chứ không phải nước ròng đâu. Không hết cá. Đang ăn mà câu dính cá đây, chút gỡ. Xì. À, cá bự đó chưa, đồ béo nè. Đồ béo bự. Không phải đồ béo. Không phải đồ béo hả? Không. Cá mà cái đầu nó okay. Bóng bóng á. Đủ size rồi chứ gì? Con này đủ size rồi chứ gì? Đủ size rồi. Tổng mình nè. Đủ size cắt nó vô. Help me.
Thôi giờ anh ăn miếng nha cả nhà. Nè con. Để thôi hết à. Nè, há miệng ra. Hết là mất công nướng nữa đó. Bùa trứng trong kìa. Bye bye. Đâu biết không nướng nữa đâu đó. Nướng opening. Rồi đợi ba em hết cho con.